Alo, thân chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay mình có đi dê chai, lại tiếp tục là dê chai mua được một số cái món đồ linh tinh như thế này, chiếu lên cho anh em xem cho đỡ buồn chơi. Anh em nào có cùng cái chí hướng, có cùng cái sở thích như mình thì vô xem cho vui. Còn anh em nào mà không thích thì không xem cũng không sao. Rồi, bây giờ mình xin giới thiệu những cái món đồ dê chai của mình nha quý vị. Thì đây là những món đồ dê chai mình mua, là nguyên cái bịch này có 50k. Cái đóng trên bàn rồi luôn, mua 50k. Với cái phương châm mà mình mua về mình vì đam mê, mua được thì xài, không được thì vứt. Mình cũng không có gành vị đựng tử nữa. Mình mua về đó là xài được, xài xài được thôi à, chứ không có cái vụ mà sửa chữa hay gì cho nó lu bu ha. Rồi bây giờ mình thái bóng đèn, thấy mấy bóng đèn bé bé xinh xinh này lụm về chơi, không biết nó còn xài được hay không. Bốn cái bóng đèn mini, biết đâu xài được hay sao. Đấy, thấy nó cũng còn mới lắm. Đấy, được bốn bóng đèn mini nè, lấy cái ổ điện ra test luôn. Anh em nào xem kênh của mình cũng biết cái dụng cụ thần thánh này của mình rồi đó. Rồi giờ mình sẽ test thử mấy bóng đèn này coi. Có màu phạt. Rồi bóng đèn này tào lao à. Ghim vô cái nó nạt điện ở trên cái ổ điện. Ghê quá. Đèn này coi. Im ru bà rù. Bóng đèn này. Đây, sáng sáng nè. Có lát sáng nè. Sáng yếu. Lý do là sao sáng yếu ta? Sáng mà yếu xìu. Rồi bóng đèn bự nhất. Sáng. À đây sáng được bóng đèn này. Đèn này thì để con thờ được. Đấy. Làm đèn chế cái đèn bàn cũng được. Đó, như vậy là được bốn bóng đèn ha. Này. Sáng được cái. Rồi giờ dẹp cái này đi. Không biết sao chứ mỗi lần mà mua được cái bóng đèn test là mình thấy khoái à. Được cái này là cái ổ đựng pin. Ổ đựng pin 1.5V. Mắc hai thằng lại được 3V. Được hai cái máy đồng hồ trong tường. Mình đi vừa lấy máy viên pin nè, test thử nó luôn ha. Coi coi nó sống chết thế nào. Đây, nhấn vô thử coi nó làm gì nè. Anh em gù gì? Còn mấy cây kim luôn nữa. Hòa này lấy mấy cây kim gắn vô thử coi. Có chạy không? Đây là hai cây kim của nó nè. Chắc hư rồi người ta mới vứt chứ không lẽ là. Rồi. Có cái nào bên này hết không? Lấy cái viên pin mới luôn. Đấy. Thử cái này không được nữa thì thôi.
là biết nó tốt rồi đó. Cái nào ta? Này. Cái kim của nó nè. Rồi, xác định đi bụi. Một cái đi bụi. Dứt luôn. Cái thứ hai. Cái này như còn quay. Cái này hình như là nghe nó còn kịch kịch. Để cái cây kim vô rồi. Sao để cây kim không vừa ta? Nó như cây kim này. Đây. Đây còn ha. Cái máy đồng hồ về thay mấy cái đồng hồ của mình. Khi đi mua dây chai mà gặp mấy này nè mà lấy cục pin theo. Mình test. Còn thì mình nữa là tẩm về thay cho những cái đồng hồ ở nhà của mình. Đấy, được cái máy. Máy này còn xài được. Đó. Sau khi mà cái nào xài được thì mình sẽ đánh dấu lên đây. Đó là còn để là chữ là còn chạy. Đấy, cái này là còn chạy. Ok. Rồi, cho nó qua một bên. Được cái này. Cái này thì nó mình giờ máy chơi game của mấy em bé đó. Lấy về lấy cái ổ pin của nó cũng được. Ổ pin. Lấy ổ pin của nó chơi. Được cái mạch này, biết cái mạch này làm gì nữa. Thấy anh em ta lấy mạch cũng thấy theo. Nhưng mà cái này có cổng USB này với cái công tắc nè. Với cái chui này nữa. Cái mạch này chắc cái mạch sạc cho cái đèn pin hay là cái đèn dự phòng gì á. Được nhiều cái lắm, công tắc nè. Được cái cổng cái USB nè. Công tắc nè. Đó, được cái này nữa nè, công tắc này nữa. Tháo ra là ok ha. Cái mạch. Rồi được cái đèn pin nè. Cộng trừ không biết sáng không nè. Test luôn. Lấy cọng dây ra ghim vô test luôn. Cho nó nóng. Bên đây là cộng nè. Trừ nằm đâu? Đấy còn sáng nè. Đấy. Để trừ. Sáng. Ánh sáng vàng. Đó. Rất là sáng ha. Ok, làm cái đèn mà cái đèn bàn cũng được, cái đèn nói chung nhiều công dụng lắm. Đó. Cái này. Tiếp theo là mình được cái mạch nè. Ở đây nó có cái mạch USB nè, nhìn là mình biết. Mình có xài này mình biết. Cái này là cái mạch hạ áp từ 12 tới từ 5 tới 20 từ 5 tới 24 V xuống 5 V 2A. Ha. Con 2A. Đó. Được cái cọng dây qua sen. Này cũng mét rưỡi á. Đây, cáp qua sen. Cách để kiểm tra này còn tốt hay không là chúng ta lấy cái đồng hồ. Chúng ta lấy cái đồng hồ chúng ta mở lên. Mở đồng hồ lên, chúng ta dặn về cái thang tiếp. Rồi. Chúng ta chọc hai que lại. Đo thông mạch. Đó, tiếp đó. Rồi. Chọc vô cái này với cái này, nó còn kêu là tốt. Ha, còn kêu. Rồi, tới là cái trong này. Đó. Chúng ta đo là như vậy là này nó còn xài được nè. Cộng này thì đi mua cũng là được mấy ngàn bạc á. Đấy. Được một cái ổ điện Leo. Thấy cái hãng Leo mình mới lụm.
Dior tốt lắm, chắc chắn lắm. Mà ta chặt dây rồi, về mình sẽ gắn dây vô ổ điện Dior. Được một cái lo, cặp lo mini. Ở đây là nó xài jack 3.5 ly nè, chỉ xài cái nguồn USB. Nó đứt tùm lum ta la hết trơn à. Đấy. Đứt tựa lưa hết trơn. Được một cái vỏ lo, có cái lo luôn nữa mà nó bị xước ở trong à. Đẹp. Nhìn thấy đẹp, lụm. Lụm để dành chơi gì. Nam xin. Vỏ lo mini rất đẹp. Được một cái mạch sạc dự phòng. Cái hộp người ta tháo ra mất tiêu pin hết trơn à. Cái này là người ta xài pin người ta để chuyện gì quá. Đó, này chắc 4 viên pin nè. Mạch này thấy nó cũng hầm hố, nó cũng đẹp lắm. Rồi mình cấp điện thử gì đó nè. Để mấy này xuống đi. Này, dây điện nè. Nó còn sáng đèn nè. À, nó còn sáng nè. Mình đo cái đầu ga coi nó có điện áp không. Cần gì thang đo volt 20 volt DC. Đầu ga coi nó có điện áp không. Như vậy là đầu ga nó không có điện áp. Đầu vô có điện áp không? Đầu vô nó nè. Đấy, 4.8V nè. Mà nó là đầu ga, đầu sạc pin với nó, đầu sạc pin là nó lại không có điện, không có áp. Không có volt. Vậy là nó hư một trong những con tụ này nè. Con tụ này nè, hư một những con tụ đó. Có đầu ga này coi nó có điện áp không. Không có luôn. Nó hư đường tụ, nó hư là đầu ga này cho nên không có điện áp à. Được cái mạch sạc dự phòng. Sạc không được. Ava đàng hoàng. Rồi cuối cùng. Chưa còn. Cộng này nữa nè. Dây thấy còn tốt. Dây đôi. Thêm cộng nữa. Cái này mua không có mấy ngàn mà cộng một cộng 10 ngàn á. Một cộng nữa. Và thêm cộng nữa. Cộng này thì loại xịn. Đầu vàng luôn. Đầu đồng luôn. Đó, nguyên cộng và toàn ngon luôn. Dây xịn luôn. Thêm được một cái cộng cáp. Cáp micro USB. Test thử luôn. Vô coi có chạy cái gì không. Được cái quạt, đi vô cái quạt này luôn coi. Ê, còn nhá điện nè, chứng tỏ là cái cung cấp cái cáp sạc này sạc được. Đấy. Đây cung cáp. Này ngắn quá, game vô cục sạc này chắc không được quá. Sạc này chân nó sâu trong á. Đi không vô, không tới. Này ngắn quá. Ok, không cắp. Rồi. Được một cái cánh quạt. Quạt này làm gì mà nó nặng thế ghê. Chịu chịu. Mất tiêu motor à.
và cuối cùng còn lại là 4 cây quạt. Đây, đây là cái cây quạt này mình để ý nhất nè. Đâu mình sẽ tháo ra, nặng xài không được, nặng. Mình sẽ tháo nó ra, trong coi nó có gì. Tháo không được nữa ta. Đây, tháo con ốc này được nè. Mình đi chơi chai, mình tính tháo nó ra, mình bỏ của viên pin nó nặng quá. Nhưng mà không có vít nhỏ, cực kỳ khó tháo luôn. Cái quạt này giá trên thị trường khoảng trăm mấy, tới tay mình thì nó còn có mấy ngàn. Vít này coi. Ồ, vít này bộ con hay hơn, tháo lên được mấy em này. Vít kia nãy tháo lên luôn. Cái quạt này thấy chứ lợi hại lắm quý vị. Đứt dây điện chỗ này hay gì ta. Ban đêm mà mình chạy điện 5V nè, đem vô phòng ngủ á, im lắm. Cúp điện đồ nó cũng im lắm. Mua mới trăm mấy, vô về chai có mấy ngàn. Rồi, ta có đắp này ra. Thấy chưa, xài cái cục pin chà văn bá nè. Pin này làm gì mà còn sống. Viên pin tổ dân bố luôn. Cộng trừ còn một miếng von nữa. Cắt này dục. Rồi, cái quạt còn nhỏ hỏng luôn. Mình chỉ cần quan tâm là cái motor này nó còn chạy không à. Bỏ này luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ cấp điện 5V cho nó. Thử coi nó có chạy không. Motor mà còn chạy là mình sẽ làm được mọi việc. Đấy. Đây là điện dương nè. Đây là điện âm nè. Không chạy ta. Nào là điện dương, nào là điện âm đâu mà. Điện dương. Rồi thấy hơi con to rồi đó. Sáng không chạy gì hết. Sao? Đấy thì thay cái mục tiêu đó. Rồi, như vậy là cái quạt này trước mắt là nó không lên rồi đó. Đó rồi, để qua bên đi. Tới cái quạt này. Cái quạt này thì thấy nãy nó chạy rồi đó. Nó cục pin gắn đây thử coi. Rồi, pin đâu gắn vô. Không chạy. Cắt điện cho nó luôn. À, còn lên nè. Cắt điện vô còn lên nè. À. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta lấy cục pin còn dung lượng coi. Pin này còn dung lượng nè. Đấy còn lên nè. Đấy. Sạc nó vô không?
sạc chẳng vô nha, đồng hồ báo là sạc nó chẳng có dòng nha. À, như cái quạt này còn ngon à, ba mức đàng hoàng, nhưng mà con cá nó gãy chỗ này à. À, nó gãy cái chỗ này, nó còn có cái nắp luôn nữa nè, nắp nó cũng gãy rồi. Nó như vậy được cái quạt này xài được à, gắn pin vô về chơi à. Trên thị trường giá cũng là 50k một cây, mua tiền ship luôn 50k đấy, cũng rẻ, được cái quạt. Ok ok, con TT rồi, để qua bên đi. Tiếp tục, đây có cái quạt, cái quạt này không biết gì mà có cộng dây điện đây nữa nè, đen bên gắn vô chạy rồi. Rồi im ru chạy rồi, giờ im vui đây coi chạy không. Đấy, còn sáng nè, có chạy nè. Còn chạy được luôn nữa. Vô đây chạy. Mà sao gắn pin vô không chạy ta? Xếp ăn hay gì? Đấy rồi. Không chạy luôn à. Ok, ngon mà. Ba mất luôn. Ồ, được cái quạt nữa. Mắc cái nắp à. Và cuối cùng cũng vẫn là một cái quạt. Còn cái ổ sạc luôn. Đem vô coi. Ừ, đem lắc gãy luôn giờ. Đấy. Ê, nó còn chớp chớp kìa. Đấy, chạy luôn à. Đấy. Pin. Đấy, còn luôn hả? Đấy. Để xuống người nghỉ. Chạy kêu két nữa chứ. Đấy. Mát à. Đấy, ngon ngon. Được 3 cái quạt. Này xét quá xét rồi. Ok. Được 3 cái quạt. Nói thì ngày hôm nay mình đi chơi chai, mua được mấy món đồ giới thiệu cho anh em xem cho đỡ buồn ha. Nếu như anh em nào mà cảm thấy mà có chung niềm đam mê với mình thì đừng ngần ngại để lại comment ha bên dưới. Rồi, thân chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo.